Vấn đề giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng, hiện dự thảo luật quy định tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh, chỉ trừ cá nhân hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh doanh đều phải ban hành quy trình giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng cần cân nhắc quy định đưa tất cả các loại hình doanh nghiệp phải ban hành quy trình giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng. Đề nghị là nên chăng việc quy định bắt buộc phải ban hành quy trình giải quyết yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng thì chỉ nên áp dụng đối với những cái doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh những cái ngành hàng lớn mà có tác động đối với diện rộng người tiêu dùng. Ví dụ như là điện nước, xăng dầu, các cái chuỗi siêu thị, các cái sàn thương mại điện tử lớn, rồi là dịch vụ vận chuyển hàng không và một số lĩnh vực khác. Thế còn tất cả những cái trường hợp còn lại thì cần quy định trực tiếp ngay trong luật những cái vấn đề có tính nguyên tắc, những cái vấn đề có tính yêu cầu đặt ra đối với quá trình giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng để cho các tổ chức cá nhân kinh doanh căn cứ vào đó mà áp dụng và tôi nghĩ rằng là cái phương án xử lý như vậy thì nó sẽ khả thi hơn và nó sẽ giảm cái hiệu giảm cái việc là chi phí tuân thủ pháp luật cho xã hội. Nhấn mạnh thực trạng hiện nay, quyền và lợi ích của người tiêu dùng không chỉ bị xâm hại bởi các tổ chức mà còn từ chính người tiêu dùng khác. Một số ý kiến cho rằng vấn đề này cần được quy định rõ hơn trong luật để quyền và lợi ích của người tiêu dùng thực sự được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Luật này là để cụ thể hóa về một nhóm đối tượng nên chúng ta cũng cần quy định rõ là quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trước hết phải được tổ chức cá nhân kinh doanh đảm bảo không bị xâm hại không chỉ từ tổ chức cá nhân khác mà từ cả người tiêu dùng khác. Góp ý vào điều 5 về nghĩa vụ của người tiêu dùng, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần thống nhất cách hiểu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là gì, giải thích thêm quy định này để người tiêu dùng hiểu rõ nghĩa vụ cần tuân thủ. Về điều 30 bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện phụ kiện, nhiều ý kiến kiến nghị cần xác định cụ thể điểm bắt đầu vận chuyển hàng hóa từ đâu đến nơi bảo hành không quy định chung chung. Việc quy định tổ chức cá nhân kinh doanh phải chịu chi phí vận chuyển sản phẩm hàng hóa linh kiện phụ kiện có thể dẫn đến quá khả năng đáp ứng của tổ chức cá nhân kinh doanh. Hoặc đây là biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hơi cao so với năng lực hiện tại của tổ chức cá nhân kinh doanh với quy mô tài chính nhỏ. Và từ đó việc thỏa thuận bảo hành sẽ loại trừ việc chịu chi phí vận chuyển tức là quy định này của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ không phát huy được tác dụng khi việc bảo hành không thuộc trường hợp bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. Do đó đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định tổ chức cá nhân kinh doanh phải chịu chi phí vận chuyển khi bảo hành sản phẩm hàng hóa linh kiện phụ kiện cho phù hợp với năng lực quy mô của tổ chức cá nhân kinh doanh. Đối với việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn tại tòa án, có ý kiến cho rằng điều 70 dự thảo quy định một trong những điều kiện để được giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn khi giá trị giao dịch phải dưới 100 triệu đồng, tức là từ 101 triệu đồng trở lên thì sẽ không được áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án là không phù hợp với thực tế và chưa đồng bộ trong cách tiếp cận của luật. Bởi trong lĩnh vực tư pháp, tính chất phức tạp của một vụ án không phụ thuộc vào giá trị tranh chấp lớn hay nhỏ mà phụ thuộc vào tình tiết chứng cứ của vụ án có rõ ràng đầy đủ hay không.